Hello, chào mừng quý chú anh chị và bạn quay trở lại video tiếp theo của em chiều hôm nay tại vườn sầu riêng Hiếu Nghĩa nha. 415 đường cách mạng tháng 8, phường 13 quận 10 đó nha. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 7 2024. Ghé quay chia sẻ của chú anh chị mình xem cảnh mua bán chiều nay tại vườn Hiếu Nghĩa nha. Hiện tại khách vô rất là đông rồi cả nhà. Dũng đang ngồi ghế nóng khui sầu riêng. Hôm nay lực lượng ở đây hùng hậu lắm cả nhà, có bé Tiên lên phụ bán à. Này có riêng 6 sữa hạt lép Musukin. Ủa Musukin có chính đâu mà tư vấn khách? Có hả? À có Musukin đó. Musukin sầu Mã Lai á. 289.000 lên. Chị gái này mang sầu Musukin rồi. mới quảng cáo có Musukin. Musukin 220 kg. Rồi trái. Hôm nay sầu mua skin hồi nãy thấy khui ngon đó nha. Anh chúc chị gái này mua khui cho nó ngon đó nha. Trời mưa. Mới vừa mưa luôn, mưa rất là lớn luôn. Lúc này đi mua sầu riêng mắc mưa rồi nè. Về mới mặc áo mưa rồi, cái nhà mưa nè. Đó. Nay xe cơm vàng hết rồi, chuẩn bị dọn vô luôn. Giờ gần 5 giờ rồi đó nha, mưa. Này chút mình về cũng bị mắc mưa. Bay ra. Rồi. Bay ra đi vô đảo chi sầu riêng bao giây hết đường ra. Mưa rồi, này về mất mưa. Cho chị một trái Musukin. Chính lạng anh ơi. Một trái hả chị? Cỏ nhỏ lấy 2-3 trái được không? Mua ăn thử mà được thì ta mới tính tiếp chứ. Trời mưa bão rồi. Hàng này là nó cắt sắt ra miếng nữa. Dũng đang lựa sầu Musukin nè cả nhà. À, lên được cả 2 thùng. Đó. Cái này vỏ dày lấy cơm đi chị đẹp ơi. Dạ 85.000. Ok không? Còn học lại đây. Dạ đúng à. Ok. Sao? Cần trái lỗ á. Vỏ nó dày cui à. Rồi thử luôn chị ơi. Có phải thử. Thử đi. Ăn thử đi, lỡ có gì về ông không đổi được á. Thử tại chỗ đi coi nó không ngon lấy chứ khác. Ổn không? Ok. Lấy ký cơm nè, nửa ký. Cái chai đó là bao nhiêu là đến như mỗi mũi ăn rồi. Chai này cân lên cũng khoảng 500 mấy ngàn á, cân cơm chứ không tới đâu. Đó, bà chủ bà nghe bà trốn luôn à. Ôi trời ơi. Thấy mua nửa ký cũng được. Nửa ký 425 đúng rồi, không cần đánh nhau đâu. Nửa ký thôi. Rồi thử đó chị ơi. Thử đi, nên thử chắc ăn. Ok không? Nó chơi đó chắc được nửa ký cơm. Giờ không đến à? Không đến nè, còn sơ sức nữa. Rồi có làm luôn 20 ký đi Mỹ không? Đang đang vắng là làm luôn đi. Đang khui Musukin nè cả nhà. Hôm nay có Musukin mà lô này vỏ dày quá nên cân cơm 850.000 đồng một ký cơm nha cả nhà. Nửa ký không 510 gram. 430.000. 430.000 bớt 3.000.
cỏ nhỏ đó là cỏ bự được không? Đi Canada hay đi Mỹ? Em muốn đi Canada đâu, Mỹ ở đâu luôn á. Làm luôn không? Lên luôn. Chứ chút về đồng lắm à. À chào bà chủ quyết định hả? Chút về chiều bán đông lắm à. Hôm qua nãy ăn ghi 6. Rồi 488 được không anh trai ơi? Vô đây ăn thử luôn đi anh. Vô đây ăn thử luôn. Ok. Ổn định cuộc sống không anh? Ê, tôi mới mua cái que nãy giờ không thử. Quên luôn rồi. Kiểu như cuộc sống nó vô cái ba game nó vậy, nó thành thói quen á. Sống thành thói quen rồi đấy. Dạ. Mới đề xuất mua cái que này thử cơm sầu riêng nè cả nhà nè. Que sao nghe nó thử tay quá. Không? Đây sầu riêng này mình dít một miếng mình thử à, ok không? Mình cũng thử coi nó sượng lạc sượng luôn, khỏi khỏi sờ tay vô. Không mà cắt vô thử sầu riêng đấy anh lấy cái que đó anh thử giùm em một miếng đi à. Anh lấy cái que đó anh thử giùm em một miếng đi à. Đây, que. Đúng rồi, thử đó thấy không, cũng có lý chứ bộ. Thổi dơ tay bỏ luôn đi anh, đây chơi sàn lắm quất. Hết tôi biết cái gì thấy không, dứt cũng được chứ bộ, dở hoài dở từ từ quen. Để khán giả nói quá, khán giả coi khán giả nói quá à. Mình lấy này mình thử bị sượng cũng được. Hồi nãy bốn tám nhanh gọn lẹ hai trái đây. Khách vô là lắc lắc lên nha, anh ngồi đây anh thợ thanh chân lại nó giống như mấy ông mà kêu bạn mấy ông mà tông chùa ta hay ngồi ta nó bói anh à. lắc xích xăm ơi xích xăm. Giờ nói cô rút giùm con một que đi ạ. Rồi ăn cái nào á chị Đẹp ơi? Có Thái không? Có Thái có chín luôn chị Đẹp. Thái ri cũng được. Có ri. Ri đi. Có ri có một skin luôn. 101 cơm 303. Cho em một cân cơm nhưng mà ăn rẻ. Hiểu. Xin tôi. Siêu rẻ. Giờ nói là anh chị cầm giùm em cái que đi. Họ chọn mà mua cơm mà. Ngồi đi. Ngồi đây chưa chín. Bao ăn mà cô cứ thử cơm ngon rồi lấy. Con nhìn đây à, nó còn xa lắm nó mới tới được xong à. Con nhìn giùm con à. Dạ chị có cái que này chị em cũng mới bắt đầu làm giống như bên thằng Thái Lan à, bữa. Đó thử gì cho lịch sử không? Ăn thử đi chị. Cho chị một miếng chị ăn thử. Không, đồ em quật hết. Còn em cảm nhận nhạt đấy. Không, chị cứ thử cơm giùm em cái ạ. Không dám cửa. Lấy lưng xong rồi. Lưng xong. Lưng xong. Ở ngoài đấy nó chưa chín nữa cô. Lưng xong. Ở ngoài đó nó còn sống. Cho em quả này đi. Lưng xong. Quả lấy xong mà. Ây da da. Mưa lớn luôn rồi cả nhà ơi. Mưa vậy đi tối không có mưa rồi sầu riêng dễ bán. Mưa về sầu riêng dễ bán. Rồi mưa tới khuya luôn mà dễ dữ không anh? Dễ gì tới khuya. Cái này xong rồi.
Sướng à. Mùa này thì đi không sẵn được rằm luôn. Không chị. Em ở dưới cứng rồi. Quẩy gì để biết non rồi. Chị Tinh lỡ cho em một cái ra mềm thịt mềm rồi. Chết tôi rồi. Nắp cái tay chị. Chết tôi rồi. Mắc mưa hả Dũng? Mắc mưa luôn. Đi 101 cân vỏ à? 101 một cân vỏ à? Rồi. Rồi còn lại ok. Tài đổ rồi. Có bệnh thịt. Có bệnh thịt. Ăn thử không? Em có bệnh thịt. Căng dữ ta. Chị nhìn là dễ biết ngon thấy không? Chị không có thử luôn thấy không? Ok. Chị ăn sầu riêng chuyên nghiệp. Có cần cân cơm hả? Chuyên nghiệp nhìn là biết ngon hay không? Hai hộp vậy. Cho cái hộp đen ăn đi. Hộp đen luôn, một hộp để không hết đó. Quay tôi là họ nổ điện thoại luôn á trời á. Ồ, mùi lớn quá. Rồi, cân lên coi bao nhiêu không? 5 đỉnh luôn. Gần 1.3 kg. 427 ngàn. Giờ rồi, chứ có hỏi nó là em một kỳ này bắt đầu đó. Dạ, bắt đầu. Dạ, bắt đầu. Dạ, 310 ngàn. Nói chung một cái mà ngon quá không đấy hả? Nhiều quá hả? Rồi, cho em. Ở đây tới tới 4 người luôn mà. Người à, có 2 người biết à. Trời, sầu riêng ngon mà không ăn được ta. Rồi, ngon thật. Người đẹp dữ vậy. Mắc 10. Xe đậu đằng kia. Cảm ơn nhiều nha. Ủa anh kia là gì á? Mưa lớn quá trời lớn luôn rồi cả nhà. Chiều nay mưa. Bữa trước nắng 3-4 ngày liên tục không có mưa, hôm nay mưa buổi chiều. Mưa này là đường ngập nè. Nhất là ở trên hướng Thủ Đức á. Quận 2 rồi ngập lắm. Ừ, cũng có chị khách cho mua sầu riêng rồi cả nhà. Mưa vào giờ tan tầm tan sở. Không rành đâu riêng hả? Dạ. Ngoài trời thì đang mưa, trong cửa hàng thì ngồi chưa có khách. Chút hàng đâu mà khui tới hàng mấy ký ta. À, mấy cái cơm là cũng khoảng 70-80 ký trái à. Tôi đang suy nghĩ coi hàng đâu thôi.
thử không chị? Rồi, ngon cho chị là được ha. Dạ. Lựa dùm đi, ngon cho chị được rồi. Ngon chị còn ghé lại. Vậy hả? Trời ơi, ở đâu luôn chị? Sáu hả? Ba trăm bảy mươi chín ngàn, ba trăm tám hơn ký. Ký mấy lần á? Ký mốt 55. Được không? Giờ mẹ nó bầu bỏ vô. Thôi 500 chứ rồi. Vô đi chị. Đâu quay chị đâu. 5 ký rồi 4 ký 7. 519 ngàn. Đúng rồi đó. Cái này hơi đi rồi vui. Hy vọng là ngon đừng có trái muối nha. Này bà chủ bà đi đâu về bà quẩy quẩy vậy? Bà đi hư sáng giờ gì bà kèo quẩy quẩy. Bà nằm la liệt luôn. Mới giờ gì mưa chút tối tạnh giờ mà. Mình chủ yếu là cái giờ của mình là 7 giờ tới lên mà. Ngon rồi. Ôi. Không trái muối. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng ha. Thử lên chai. Dũng sao không kêu anh lấy một cái que. Quên. Làm lấy luôn hả? Em chưa em... chưa quen nha cô chú anh chị, từ. Em còn chưa quen không chi à. Không chi là khách đúng không? Rồi. Quen từ quen. Gì nó cũng phải quen tay. Nó có thời gian anh. Thời gian hết nghi đúng không? Muối quá xa quá, quá xa muối. Anh chỉ khoảng được chơi gà giống. Để rồi, chắc cũng chỉ được rồi đó anh, 17. 19 đúng không? Dạ, đúng rồi. Đây, muối bự trái này tới 4,7. Rồi, một hộp. Rồi, để hết rồi. Hết, rồi không hết à. Đó, hộp này chắc không. Rồi đây. À, nó báo rồi, nó báo rồi. Thối thằng muối rồi chứ. Đi 8 gồm chắc không tới nha. Đó đó. Quay clip này làm em tốn tiền quá. Nhà ngay gần đây coi clip thấy thấy tiền quá phải chạy ra mua này. Vậy hả? Chết, chết thiệt chứ. Hôm sau. Ngay đúng tầm này. Hôm sau ra mua skin vàng thử. Rồi mở lại. Rồi, ok. Ok. Tốn tiền quá, sầu riêng mắc quá trời mà cho mua chứ không biết nữa. Khổ quá, lúc phải bút máy làm thành quá. Cái cầu đó có em á. Sầu riêng mắc chứ gì đó mà. Ăn chữ không biết. Vậy là mưa quá đó, không chưa dọn đó. Ăn gì khác không? Chứ 5 giờ mấy rồi mà. Hai trái này 3,6 50 400 400 cành. Ăn gì khác không? Hả? Anh ăn ở sờ đúng không? Đúng rồi. Sao vậy? Chắc chưa dọn quá. Chín khô. Giờ vô là Dũng kêu anh chị lấy giùm em một que. Rồi cô ơi, 2,6 chưa? Rồi, 2,6 chốt, 400. À, sáng cũng trượt trượt vậy nè.
xịt máu. Giải máu độc như chị Tiên nói có gì đâu anh ơi. Giải máu độc, giải bớt máu độc ra đúng không? Như em đây ngày nào giải máu độc. Hút chân không bà chủ. Này chị Tiên. Giờ này mưa hơi căng ha. Giờ này làm ta về nó ghé một sầu riêng nè. Xong mình ta về nhà đi, ta thay đồ, tắm rửa, ăn cơm nước, tối ta ra. Một nhà sầu riêng chín luôn. Nhưng mà nhiều khi nhà ta xa quá. Ta có quay lại luôn. Không, nói chung là bớt bớt mưa rồi. Người ta muốn ăn, người ta lên cơn thèm, người ta sẽ mặc áo mưa đi, người ta ghé đây thôi. Nghĩ sao nãy? Rồi Dũng tối nay nhịn ăn hủ tiếu nha, gớm tô hủ tiếu đất. Xe của bà ba chưa chưa. Vô đi, xe gà vô đi, cho tấu chạy. Lấy cái này bù qua đi nè. Đó, chốt thái tôi à. Chốt thì mình khui rí. Hả? Rồi, mình thấy nó cũng ngon mà. Hai trái được 3 hộp rồi. Rồi, ok. Ngon nha. Ngon. Ngon nè. Rồi, có hàng làm luôn 20kg luôn không? Hay để ngày mai. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Thử đi chị gái. Ok không chị gái? Dạ. Thử nhỏ, thử miếng đó ít quá, thử miếng to to. Để thử gì nhiều xíu không? Ăn đại đi đừng ngại. Thử không có tính tiền. Không ép nha. Cái này em nhìn thấy ngon mà. Nó không ngọt lắm. Nó ngọt lắm. Lấy que thử coi. Ngọt lắm mà, trái này vàng dữ lắm luôn. Sao? Sao vậy? Tê thích Minh Dũng thử. Dạ, có bị nhẫn chút nào là hai em nhẫn rồi đó. Nó ngọt hơn nhẫn. Đó, nó nhẫn. Chính quá nhẫn. Sao thì mình nói nha, tội tôi khác nha. Em thấy nó ngọt lắm à ta. Nhẫn. Giờ phải tung con bài tẩy ra. Rồi thử đó chị. Lắm. Dũng tung tiền chiêu cuối. Thank you.
Rồi 1 ký lấy luôn không? Hai trái này ngon quá chừng. Bỏ hộp hết rồi. Rồi, đúng rồi đó bé Tiên, bé Tiên. Giải phóng mặt bằng phía trước rồi bé Tiên. Rồi bé Tiên dọn rác qua bên kia cả nhà. Có cầu Tiên lên đây là có cầu Tiên là Osake hết. Osake hết. 380.000 Australian lần ký 2. Bớt mưa rồi đó, thấy không? Nửa tiếng nữa là tạnh mưa luôn. Hết mưa chắc ông bán xôi lên rồi đó đẹp. Bây giờ mà đợi 5 giờ rưỡi mà lên không thấy là coi như ông này không có bán rồi đó. Nhiều không, nhiều khi mưa ông dọn trễ thôi chứ nhiều khi ông nấu rồi mà không lẽ ông bán. Đúng rồi, mưa nãy vừa tính dọn ra cái mưa lớn quá hay sao dọn trễ còn lên mà giờ không có lần nào không bán. Nói chung là mềm á cô. Không được, ngon. Đừng đừng nhão quá. Đó, nó còn muối là ok á. Này phải lấy cho cô một cái. Dạ, tại giá thị trường giờ nó đóng thuốc quốc thành ra giá nó cao con. Rồi cái này cô lấy que cô thử được rồi nè, cô dính tay. Cái này vừa giống thái quá ha. Cái nữa là bắt con chao. Nó chao đó con, nó nhão lắm á. Nó mềm lắm luôn, mình thấy vậy chứ nó mềm lắm á. Cái này là nó vừa chín tới á con. Cái này có giống chín quá đó. Đó, nó chín quá đó. Là nó đó con. Mềm lắm á cô à. Cô ăn thử đi con. Mềm lắm. Cô nói là chín quá đó. Dạ đúng rồi. Tụi con kêu sữa bé okay dễ mà. Thấy không, anh thấy lấy què thử là đẹp quá vậy, thấy không? Thích lên luôn. Nó mềm lắm luôn á. Quá về bỏ tủ lạnh này ăn lấy muỗng cứ cầm tay nó chín. Cái loại này có 90 à. Rẻ hơn ri nha cả nhà, loại này có 90.000. Dạ cơm cũng 330 con. Tại vỏ này nó hơi dày á. Ngon, không có cái gì trắng trắng đâu. Đâu không? Đấy hả? Cái nhựa của nó con. Nhựa ở đây nè. Dạ đúng rồi. Cái này nó chín chưa nhiều quá con. Nhà mình đi mất rồi. Tại cái này nó có chứ. Con đâu nó có nào luôn. Con nó sầu thái á, sầu thái không có chín. Chứ ri là chín nhiều lắm, có sầu thái á. Giờ con một nhà ghi luôn mà. Thái khác đi khác hả? Dạ, khác rồi con. Không biết là. Đó là thái đi là thái. Khác. Thái rồi 379 ngàn thôi. Ok. Này bữa sau tới mua đi. Về có bỏ cho nó gáo. Dạ đúng rồi, có bỏ gáo ăn ngon lắm. Nó ngọt hơn nữa. Ai cô? Dạ đúng rồi. À. 379 rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô.